Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện ngọt sùng của bộ phim đang chiếu Phone Ring khi chung điện thoại gieo của tác giả Gun El Munnen. Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn yêu thích video này nhé. Chương 16. Chỉ sau một đêm, hắn trở thành kẻ phóng hỏa, giết chết 6 người bằng khí độc. Có phải vì cú sốc này không? Mấy ngày nay, không chỉ không ra ngoài mà cả những cuộc gọi đe dọa lúc 10 giờ tối cũng dừng hẳn. Nếu kế hoạch của Bexa ơn là khiến kẻ đe dọa lùi bước thì điều này đã thành công lớn. Khi đe dọa bằng giọng nói biến đổi, trở thành từ khóa tìm kiếm hàng đầu, Hong Hi Chu thậm chí mất cả cảm giác thèm ăn. Không ngờ giọng nói của mình lại trở thành giọng của kẻ phóng hoa. Càng nghĩ, cô càng thấy hất ức, lố bịch và tức giận. Hi Chu ghét phải nhớ lại buổi sáng hôm đó, cô không muốn cảm thấy bất lực nữa và quyết định hiếm hoi bước chân ra ngoài. Dù trong lòng vẫn còn chút lửng lơ, cô vẫn muốn làm điều gì đó có ý nghĩa. Dù sao thì cũng chỉ có một nơi tôi có thể đến. Trung tâm phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu. Vừa bước vào, cô suýt va phải trưởng phòng sim kêu chin đang vội vàng đi ra với vẻ mặt nghiêm trọng. Hôm nay ông ấy vẫn mặc chiếc áo sơ mi Hawaii sáng màu và đeo dây chuyền vàng. Dù cấp trên luôn nhắc nhở rằng trang phục của phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu nên đơn giản như bảng đen, nhưng trưởng phòng sim Kiêu Chin chắc chắn là người nổi bật nhất ở đây. Ôi trời, cô bé, hallelujah. Ông ta bất ngờ như gặp thiên thần, nắm chặt tay của Hi Chu. Hi Chu à, cháu đến thật đúng lúc, làm ơn, giúp chú một việc được không? Việc gì vậy? Cô vừa cố rút tay ra khỏi tay ông ta, vừa dùng ngôn ngữ ký hiệu hỏi. Hôm nay có một vị trí bị trống, không ai thay thế được. Trưởng phòng cau mày, vẻ mặt đầy khó xử vị trí gì vậy ông dẫn hy chu đến trung tâm liên lạc ngôn ngữ ký hiệu đây là nơi cung cấp dịch vụ trung gian liên lạc theo thời gian thực cho người khiếm thính sử dụng giọng nói văn bản hoặc ngôn ngữ ký hiệu để trung gian viên thực hiện các cuộc gọi trưởng phòng vừa cầu xin vừa kéo tay cô cháu đã từng học rồi chắc làm được đúng không những việc cần giọng nói thì để người khác xử lý cháu chỉ làm phần mình giải quyết được thôi chỉ một tiếng thôi chỉ một tiếng thôi mà trưởng phòng chắp hai tay cầu xin một cách rất thành khẩn chú ích quyền này sẽ đền đáp cháu gấp trăm lần dù ông nói rất chân thành Hi chu vẫn ngụy hoài gãi cổ thấy vậy trưởng phòng sim kêu chin rõ ràng cảm thấy ngại liền dùng đủ lời ngọt ngào để dỗ dành cô gần đây chú tham gia hội nghị ngôn ngữ ký hiệu của viện quốc ngữ thảo luận về cách dùng ký hiệu để thể hiện bài hát của ca sĩ Mỹ Caliba. Chúng tôi tranh luận dữ dội lắm. Gương mặt của trưởng phòng đột nhiên lộ rõ vẻ mệt mỏi. Nhưng mà khó quá, lời bài hát thì quá lộ liễu. Caliba, lời bài hát lộ liễu. Hi Chu nhìn chằm chằm ông, mặt trưởng phòng đỏ ửng. Chu thấy không tiện nói trước mặt cháu. Tôi đâu phải con nít. Được rồi, được rồi. Ông nhẹ nhàng vỗ lên đỉnh đầu Hi Chu. Nói chung, sắp có một buổi hòa nhạc, cần bố trí phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu. Lúc đó, chú sẽ đề cử cháu. Tiếng Anh của cháu cũng tốt, dịch lời nói của ca sĩ là quá phù hợp. Nghe đến đây, cô lập tức nhớ lại lời đề nghị của Bách Sa ơn. Đến nhà xanh làm phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu. Hi Chu vô thức liếm môi. Vậy nên nhờ cháu đấy, chỉ một tiếng thôi. Cô bé, chú xin lỗi mà. Sim kêu Chin thực sự rất bận, vội vàng chạy đi. Hi Chu chào hỏi các đồng nghiệp, sau đó đeo tai nghe lên. Thực ra chú có thể cứ nói thoải mái với cháu mà. Trưởng phòng Sim là người mà cô đã gặp ở đây từ khi cô mới 9 tuổi. Khi đó ông vẫn là một thanh niên hơn 20 tuổi, luôn năng động và thích đùa giỡn. Năm tháng trôi qua, cô và trưởng phòng Sim trở thành đồng nghiệp ăn ý, nhưng với Beth Sa ơn, người đã ở bên cô trong những năm ấy, lại trở thành một cặp vợ chồng xa lạ hơn cả người dưng. A, à, trong khoảnh khắc, cô nhớ đến bàn tay từng bấu chặt lấy đùi mình, khuôn mặt bất giác căng thẳng. Chỉ vừa nghĩ đến cái tên thôi mà, thật là. Hi Chu hoảng hốt, tự vỗ nhẹ lên má mình. Mình vốn định trốn tránh, giờ thì hay rồi. Cô mặc kệ khuôn mặt nóng bừng, khởi động chương trình. Tiếng chuông điện thoại lập tức reo vang liên hồi. Hi chu nghiêm túc làm nhiệm vụ trung gian từ những cuộc gọi đơn giản của bạn bè đến các cuộc gọi từ cơ quan công quyền hay tổ chức tài chính cô đều truyền đạt một cách cẩn thận cô bận tối mắt tối mũi hi chu đang vươn vai một chút thì bất ngờ nhận được một cuộc gọi video cuộc gọi video đây là cuộc gọi video được thiết kế riêng cho ngôn ngữ ký hiệu hi chu khéo léo cử động ngón tay tự tin nhấn nút trả lời Wow bầu trời rộng lớn và trong xanh bao trùm toàn bộ màn hình. Hình ảnh hơi rung nhẹ, gương mặt của người gọi mới từ từ xuất hiện. Dưới nền trời xanh, mái tóc xoăn của người đó bay phấp phới trong gió. Xin chào. Khi chuẩn bị dùng ngôn ngữ ký hiệu để chào, Hi Chu bất chợt cảm thấy lạnh sống lưng. Người đàn ông với nụ cười kéo dài đến tận mang tai. Chị à, lâu rồi không gặp, phải không? gương mặt vừa lạ lẫm vừa quen thuộc áp sát vào màn hình ngũ quan như ép sát toàn bộ màn hình khiến người nhìn chóng mặt có lẽ vì thế mà gương mặt hắn trông như một loài bò sát bị biến dạng ờ tiếng hét nghẹn trong cổ họng biến thành tiếng rên rỉ khẽ lâu rồi không gặp cô gái gọi điện lâu lắm rồi không gặp à đúng rồi cái điện thoại của tôi cô vẫn dùng chứ cái đó đó chính là hơi thở nghẹn lại, tay cô run rẩy. Tại sao hắn ta lại đột nhiên xuất hiện? Sau lần thất bại đó, chẳng phải hắn đã biến mất rồi sao? Tôi biết chỗ này, trung tâm phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu, số tổng đài 107. Người như tôi cũng có thể yêu cầu kết nối trung gian đúng không? Tôi cũng có người muốn gọi, chồng cô, Bách Sa ơn, gọi cho hắn giúp tôi. Bách Sa ơn, Siba, Ba, ơn. Hi Chu đã bị ký ức hôm đó đè nặng đến mức không thể cử động. Cô thậm chí còn cảm giác những giọt mưa hôm đó như đang đập vào má mình. Hơi thở trở nên khó nhọc, cô thở hồn hển đứt quãng. Lần đó cô đã giúp tôi, tôi rất biết ơn, nhưng tại sao dạo gần đây lại không giúp nữa? Tại sao không gọi cho hắn? Tại sao? Tại sao chứ? Hắn dùng điện thoại đập lên chán mình, hình ảnh rung lắc dữ dội. Tôi là người đứng về phía cô sắc mặt hy chu tái nhợt món chân cô lần mò tìm nút nguồn dưới gầm bàn vậy nên tôi đã phóng hỏa tôi phóng hỏa thay cô đấy nếu bạn muốn tiếp tục từ đoạn này hoặc cần điều chỉnh thêm hãy cho tôi biết nhé cái chân vừa duỗi ra của cô cứng đờ lại tôi làm tốt chứ tôi làm đúng không hắn nở nụ cười như chờ được khen ngợi nhưng ánh sáng nguy hiểm trong đôi mắt thì không cách nào che giấu đã có người bị thương rồi mà Lần đầu tiên Hi Chu bất chấp ánh mắt của mọi người xung quanh mà cất lời. Nhưng giọng nói của cô đứt quãng như đang thở dốc. Vậy nên, tôi thà rằng tất cả bọn họ chết đi còn hơn. Vẻ ngoài lôi thôi và giọng điệu cợt nhà của hắn hoàn toàn biến mất. Người đàn ông đang cười giữa nền trời xanh ấy bồng dưng lại trông thật ngây thơ. Dám phớt lờ điện thoại của chị tôi, cái thằng khốn si ba đó. Cái ngày cô nhặt được chiếc điện thoại đó, liệu nó có phải là thứ có thể thay đổi cuộc đời cô không? Chẳng phải nó là thứ cứu rỗi cuộc sống đầy khốn khổ của cô sao? Chị ơi, tiếp tục gọi đi, cứ gọi mãi đi. Rốt cuộc thứ tôi nhặt được ngày hôm đó là gì chứ? Từ giờ hãy mãi mãi làm giọng nói của tôi. Rốt cuộc đó là cái gì? Hãy làm người truyền tin cho tôi. Một cảm giác mất mát không thể diễn tả như dáng xuống đầu hy chu. Cũng như khi cô nghe về chuyện ly hôn Tôi cũng có những lời mà tôi muốn nghe. Hắn như đang ngồi trên xích đu, lúc thì gần, lúc thì xa. Tôi cũng có những lời muốn được nghe. Gã bắt cóc với gương mặt ngây thơ và cái miệng há rộng, nhưng giọng điệu lại đầy hung ác. Cô cứ dùng điện thoại đó, ly hôn, cho đến khi chuyện đó trở thành sự thật. Tôi sẽ trả giá vì mượn giọng nói của cô. Bác xa ơn mất hết tất cả, tôi cũng vui lòng. Nhưng đổi lại màn hình lúc gần lúc xa như con lắc đồng hồ, khiến người ta bất an. Cô phải thay tôi nghe những gì tôi muốn nghe. Những lời này nghe thật khó hiểu, nhưng trong lòng cô lại dâng lên cảm giác bất an khó tả. Lời đề nghị tưởng chừng đơn giản của hắn lại khiến người ta sợ hãi không rõ lý do. Hai tay cô vô thức nắm chặt, lòng ngực căng thẳng đến khô khốc. Hi Chu ngây người nhìn chằm chằm vào màn hình, rồi bất ngờ bật dậy khỏi ghế. Khoan đã, đó là... Giọng cô run rẩy. Bây giờ, bây giờ anh đang ở đâu? Dưới sự chất vấn của Hi Chu, anh ta nhẹ nhàng chạm vào ống kính camera. Hình ảnh rõ nét ban đầu lập tức trở nên đỏ tươi. Mùi máu nồng nặc như sộc thẳng vào mặt. Anh ta giơ tay ra, cười như hoa chuông, tay người đàn ông đầy máu đỏ tươi. Hiểu rồi chứ, chỉ, một khi đã bắt đầu, phải đến khi kết thúc. Hi Chu đột ngột tháo tay nghe ra, lao ra ngoài như bị một thứ gì đó chiếm đoạt. Mọi người trong phòng liên lạc liếc nhìn cô một cái, nhưng nhanh chóng mất đi sự quan tâm. Hoàn Jun, người vừa hoàn thành công việc, hét lên: "Ê, Hi Chu! Ê, em đi đâu vậy?" Nhưng cô tuyệt đối không quay lại. Mọi chuyện đã xảy ra vấn đề lớn. Câu nói cuối cùng của kẻ bắt cóc như một chiếc đinh đâm thẳng vào tâm trí cô. Nếu không em sẽ mất tất cả. Á, à, ưm. Tiếng rên rỉ của cha cô vang vọng từ ngoài cửa. Hi Chu xô đầy đám đông, vội vàng chạy tới chỗ cha cô đang bị cảnh sát bao vây. Điều đầu tiên đập vào mắt cô là tấm ga giường đỏ tươi chưa được dọn dẹp. Người y tá phụ trách thấy Hi Chu thì vội vàng rậm chân lo lắng. Cái đó, tôi nghĩ cần phải báo cảnh sát. Máu trên miệng, cổ và áo bệnh nhân của cha cô rõ ràng như vết sơn tươi. Chân Hi Chu gần như mềm nhũn không thể đứng vững. Chương 17. Tôi chỉ lau qua những vết máu thôi, người điều dưỡng nói thêm với giọng áy náy. Khi nhìn thấy hình ảnh quen thuộc của viện dưỡng lão trên màn hình, Hi Chu lập tức lao ra ngoài. Suốt dọc đường, cô không thể tập trung, cổ họng đau rát vì cố nén lại tiếng hét đang muốn bật ra. Đồng thời, các tin nhắn liên lạc khẩn cấp của y tá tràn đến dồn dập như những cảnh báo thảm họa qua loa phóng thanh đỏ rực. Nỗi sợ mơ hồ khiến cô nghẹt thở. Phải tìm ai đây? Trong tình huống này, rốt cuộc cô nên cầu cứu ai? Đột nhiên, cô nghĩ đến chồng mình, nhưng rõ ràng anh không phải là người phù hợp. Hi Chu dùng đôi tay run rẩy lau mặt cho cha. Cô là người nhà à? Lúc này, một cảnh sát tiến lại gần, tay cầm một chiếc khăn. Hi Chu gật đầu, viên cảnh sát hơi lưỡng lự mở chiếc khăn ra. Ôi Cô cảm thấy buồn nôn. Hãy theo chúng tôi về đồn để lập biên bản trước đã. Trong chiếc khăn là bốn chiếc răng hàm đỏ thẫm, bị nhổ tận gốc và nằm dài rác ở đó. Sự thật đằng sau máu chảy của cha cô. Cả người cô nổi da gà. Có vẻ như cha cô đã vùng vẫy, khiến căn phòng trở nên hỗn loạn. Không chỉ chiếc giường, mà giấy dán tường, sàn nhà, cả cửa sổ kính cũng nhuốm đầy vết máu. Tôi vừa rời đi một lúc khi quay lại, mặt ông ấy đã đầy máu rồi. Người điều dưỡng vừa khóc vừa nói. Cha ơi! Cô không thể thoát khỏi sự bàng hoàng. Người có thể làm ra hành động tàn bạo và hung ác thế này. Ngoài kẻ bắt cóc, cô không nghĩ ra ai khác. Chỉ vì một cuộc gọi. Mấy ngày nay, Bác Sa ơn không nghe các cuộc gọi đe dọa của hắn. Chỉ vì lý do đó mà hắn nhổ cả răng hàm của cha cô. Đôi mắt của Hi Chu bừng bừng lửa giận ư ừ, má của cha cô sưng phồng co giật ông vẫn bất lực nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định đột nhiên đôi môi khô khốc của ông khẽ mấp máy cô nhanh nhẹn cúi xuống ghé tai sát hơn gọi điện gọi điện chấm than con gái gọi điện đôi mắt cứng đờ của ông cuối cùng cũng rơi một giọt nước mắt khoảnh khắc ấy cô hoàn toàn suy sụp Gương mặt nhợt nhạt của cô tựa bất lực lên ghế sau của xe cảnh sát. Đầu óc cô trống rỗng, nửa ngỡ ngàng, nửa tê dại. Mãi đến khi hai viên cảnh sát ngồi vào ghế trước, cô mới nhớ ra mình đã đồng ý đi cùng họ về đồn. Mọi thứ chỉ như phản ứng máy móc mà cô thực hiện. Ký ức cuối cùng của cô là nhìn cha mình thiếp đi sau khi được tiêm thuốc giảm đau. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ngón tay vô thức chà sát như muốn lau sạch vết máu còn sót lại mùi tanh thoảng qua mà chỉ cô có thể ngửi được khiến dạ dày cô cồn cao. Hả, chuyện gì thế này? Cô đang làm gì vậy? Không có gì đâu, Kim Cảnh Quan. Tập trung lái xe đi. Hi Chu nhắm chặt mắt, nhưng không cách nào bình tĩnh lại được. Mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh những chiếc răng hàm của cha, nụ cười của kẻ bắt cóc, cùng bầu trời xanh ngắt đầy trái ngược lại hiện lên. Lòng bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi. Mãi đến khi đài phát thanh phát ra tiếng nhiễu, chuỗi suy nghĩ trong cô mới ngừng lại. Cùng lúc đó, viên cảnh sát ngồi ghế lái đập mạnh vào bảng điều khiển. Kỳ lạ thật, cậu lúc nào cũng khiến người ta phiền lòng thế à? Không, không phải vậy, chỉ là, ngay lúc đó, đây là đài JBS, 10 giờ 7 phút, hiện có người đang đổ xăng và châm lửa. Cos baby, your firework, thủ phạm có vẻ mang lòng thù hận. Đài phát thanh lại phát ra những âm thanh hỗn loạn, tin tức và nhạc pop lẫn lộn vào nhau, Hi Chu dùng mình bởi cảm giác quen thuộc đầy bất an. Cái, cái quái gì thế này? Để tôi sửa lại." Viên cảnh sát vội vàng đập mạnh vào bảng điều khiển, nhưng vô ích. Tất nhiên, điều đó chẳng giúp được gì. Chỉ có Hi Yu, người đã trải qua mọi chuyện, đổ mồ hôi lạnh, nắm chặt dây an toàn. Hơi thở của cô ngày càng dồn dập. A, à, thật không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Để tôi, khi các cảnh sát đang loay hoay chỉnh sửa đủ thứ, chiếc bộ đàm họ mang theo phát ra tiếng nhiễu chói tai. Cảnh sát kim tiện tay nhấc chiếc bộ đàm, từ đó phát ra âm thanh cũ kỹ đặc trưng và một bài hát xưa vang lên. Yêu clan ring me bio, ring me bell. Yêu ring me bio, ring me bell. Cái này lại là gì nữa? Cảnh sát kim lúng túng điều chỉnh bộ đàm, nhưng chẳng ích gì. Tất nhiên, điều đó chẳng thay đổi được gì. Vì đây là thông điệp ám ảnh mà Hi Chu nhận được. Yêu clan ring me bio, ring me bell. Yêu ring me bio, ring me bell. Cái tên điên này, Hi Chu không kìm được, đưa móng tay cào lên cổ mình. Đến cả xe cảnh sát cũng bị hắn kiểm soát hoàn toàn. Nhận ra điều này, không gian trong xe trở nên không thể chịu đựng được. Từ cốp xe, ghế ngồi, đến bên dưới ghế, mọi thứ đều khiến cô cảm thấy bất an và sợ hãi, không cách nào yên lòng. Cô nôn nóng muốn xuống xe, bồn chồn không yên. Cuối cùng, vì cảm giác buồn nôn trào lên, Hi Chu đập vào cửa sổ xe. Qua gương chiếu hậu, ánh mắt cô chạm phải ánh nhìn của các viên cảnh sát. Xin hãy cho tôi xuống xe. Gì cơ? Tôi không chịu nổi nữa, làm ơn cho tôi xuống xe ngay đây. Cái lưỡi cứng đờ của cô một lần nữa miến cưỡng cử động viên cảnh sát tỏ ra bối rối nhưng lúc này trong đầu hi chu chỉ có một suy nghĩ duy nhất cô nghĩ xe cảnh sát là taxi à làm ơn cho tôi xuống xe tôi nói là không được đang giữa đường thế này thì chỉ cần tôi xuống xe là ổn mọi thứ sẽ tốt lên a à, a à, này này đột nhiên hi chu giật mạnh tay nắm cửa xe cô bắt đầu đập cửa đá vào nó làm ẩm lên chiếc bộ đàm vẫn không ngừng phát đi phát lại bài hát Ring Me Bell. Cô cảm thấy đầu mình sắp nổ tung. Bình tĩnh, bình tĩnh lại nào. Cầu xin anh, làm ơn, ư. Này, cảnh sát Kim, trông người nhà này có vẻ không ùn. Cô có thấy khó chịu ở đâu không? Có cần đưa cô đến phòng cấp cứu không? Thả tôi xuống đi, chỉ cần thả tôi xuống thôi, cảm ơn. Mái tóc mái ướt đẫm bết chặt vào chán cô. Viên cảnh sát nhận ra sự bất thường đó và lập tức đạp phanh. Vừa tháo khóa cửa, Hi Chu lao ra ngoài và gập người xuống. Rẻ, rẻ, vì bụng trống rỗng, cô chỉ có thể nôn ra chút nước chua. Âm thanh nào có thể thay thế tôi? Tin nhắn nào có thể thay thế tôi? Rốt cuộc hắn muốn tôi phải truyền đạt điều gì đây? Rốt cuộc hắn muốn nghe điều gì từ Bách xa ơn? đối mặt với kẻ bắt cóc có thể đột nhập vào hệ thống xe cảnh sát và điều khiển bộ đàm. Hi Chu cảm thấy áp lực nặng nề đến mức phán đoán của cô trở nên rối loạn. Cô luôn nghĩ mình đã trải qua đủ mọi chuyện, nhưng cảm giác bất lực, mất phương hướng như thế này thì đã lâu lắm rồi mới quay lại. Cô kìm nén nước mắt, quỳ gối xuống và cố gắng chịu đựng. Cuộc gọi đó, cùng lắm thì gọi lại thôi mà. Vì muốn bảo vệ cha, hơn nữa là muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân chính trị mà cô đã thề phải chấm dứt. Tôi cũng đã sẵn sàng đi đến tận cùng rồi. Nếu không thực hiện cuộc gọi này, tình hình có thể bùng nổ. Dù tên bắt cóc hành động như trò hề, nhưng hắn rất bất ổn, không ai biết hắn sẽ phát điên lúc nào. Ơ, ờ, lúc này, viên cảnh sát đi theo Hi Chu cũng phát ra âm thanh kỳ lạ. Anh ta tháo kính ra rồi đeo lại, không rời mắt khỏi một hướng nào đó. Ánh mắt ấy như thể sắp lồi ra. Một chiếc xe đen to lớn không hợp chút nào với con đường ven lề. Chiếc xe lại đỗ ngay sau xe cảnh sát, càng đáng nghi hơn khi một người đàn ông mặc vest bước xuống từ ghế sau. Đôi giày da bóng loáng, chiếc quần tây gọn gàng, áo vest ôm sát khoe dáng và chiếc áo khoác vai rộng. Phản ứng đầu tiên bùng nổ từ phía những người cảnh sát. "Wow, đây không phải là người phát ngôn của nhà xanh sao?" chúng tôi thường thấy ông trên tivi. Ôi chào, thật không thể tin được. Xin chào. Vâng, xin chào. Giọng nói trầm thấp tự nhiên vang lên. Wow, điều này như một giấc mơ vậy. Thật sự là quá đẹp trai. Cảm ơn vì đã vất vả. Bác xa ơn phản ứng một cách thoải mái, tiện thể liếc nhìn về phía này. Ánh mắt của anh gặp phải dáng vẻ bối rối của hí chu. Trong nét mặt không biểu cảm của anh thoáng qua một cảm xúc khó hiểu người đàn ông nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của hí chu và nói các bạn có thể về rồi cái gì cô ấy là người nhà tôi người bị giật mình lại chính là hí chu câu nói này ngắt quãng không có bất kỳ ngữ cảnh nào cũng không hề quan tâm đến cô ấy cô hiểu anh cố tình bỏ qua phần giải thích họ thậm chí còn không được coi là thứ trang trí đến đây là đủ rồi dù lịch sự nhưng rõ ràng là anh đang ra lệnh tiễn khách cảnh sát tuần tra nghi ngờ nhìn hai người một cái. Bét xa ơn chặn ánh mắt của cảnh sát và mạnh mẽ giữ chặt vai anh ta. Việc xử lý vụ án, tôi sẽ tự mình đến. Quan hệ giữa hai người là gì? Cảnh sát lén nhìn Hí Chu và hỏi. Cô ấy bây giờ sức khỏe rất yếu, phải nhanh chóng đưa cô ấy đến bệnh viện. Anh quan tâm cô ấy lắm nhỉ? Ừ, anh làm việc công như thế này sao? Bét xa ơn nhíu mày. Đúng, phải không? Trong xe cô ấy cũng rất lo lắng. Cảnh sát nghiêng đầu nhưng trả lời một cách nghiêm túc. Cô ấy là người tôi chịu trách nhiệm. Cái gì? Cô ấy là vợ tôi. À, sự ngạc nhiên trong mắt cảnh sát lập tức hiện rõ. Ngay sau đó, anh ta nhìn Hí Chu với ánh mắt rõ ràng khác biệt. Cái đầu tò mò ló ra, bước chân của Bách Sa ơn cũng theo đó mà di chuyển. Cảnh sát lại một lần nữa bị vai anh ta chắn mất tầm nhìn. Chương 18. Bây giờ anh có thể đi rồi. À, được rồi. Cảnh sát gãi đầu, quay lại xe. Mãi đến lúc đó, Bác ơn vẫn che khuất tầm nhìn của họ hoàn toàn. Rốt cuộc là làm sao anh ta tìm thấy nơi này? Hong Hi Chu ngây người nhìn anh ta đột ngột xuất hiện. Em đang nghĩ anh ta làm sao tìm thấy nơi này đúng không? Anh đã sắp xếp vệ sĩ cho em, và các y tá ở viện dưỡng lão cũng biết số điện thoại của anh người đàn ông có vẻ hơi khó chịu, lòng nhẹ chiếc cà vạt đang thắt chặt. Anh ta biết viện dưỡng lão này. Ngoài chuyện vệ sĩ, cô chưa từng nghe nói gì về việc này. Anh đã để lại thông tin liên lạc, yêu cầu họ liên hệ với anh khi cha em nguy kịch. Cô cảm thấy như bị đánh mạnh vào mặt. Không phải là chủ tịch Hong, anh ta biết rằng Hong Hi Chu đến đây để thăm cha đẻ của cô sao? Rốt cuộc là từ khi nào? Mí mắt cô hơi run lên chuyển cha em đến một viện dưỡng lão khác để phòng ngừa anh gần như đã biết là ai làm việc này rồi anh ta siết chặt miệng hàm dưới căng ra dám động đến đây anh ta nói với giọng trầm vẻ mặt không chút biểu cảm áp lực lạnh lẽo của anh khiến người ta cảm thấy không dám thở mạnh nhưng trong mắt hong hi chu anh giống như đang giận thay cô cô cắn chặt môi cố gắng không để mình bật khóc Mặc dù lý do giận khác nhau, nhưng cùng một thời điểm, cùng một địa điểm, cô và anh chia sẻ cùng cảm xúc. Dù chỉ là ảo giác, nhưng vào lúc này, người chồng lạnh lùng kia cũng đang đồng cảm với cô. Cô đã quen anh 20 năm rồi. Trong những năm tháng không được nói chuyện, cô chỉ có thể âm thầm ngưỡng mộ anh. Nhưng lần này, có vẻ như cuối cùng có người đáp lại tín hiệu cầu cứu của cô. Cô đã vượt qua được những năm tháng dài đằng đẵng đó về nhà thôi em không cần lo lắng chuyện của cha em anh sẽ lo lời nói của anh khiến nước mắt hong hi chu ngay lập tức tuôn ra cô không thể kiềm chế được nữa anh dùng từ cha đầy thân thiết còn theo cô đến tận đây hong hi chu không thể trực tiếp hỏi anh chỉ biết nắm chặt tay áo của anh bé xa ơn hơi cúi đầu ngậm một điếu thuốc anh nhìn tay áo bị cô nắm chặt mà mặt không chút cảm xúc anh chỉ ngậm điếu thuốc chưa châm lửa. Xin lỗi, tôi không có khả năng đọc tâm trí. Nhưng tôi biết một điều. Anh dùng một tay nâng cầm của Hong Hi Chu. Dù không phải tôi, nếu người khác đến. Anh dùng sức, môi cô căng ra như miệng vịt. Bét xa ơn nhìn chằm chằm vào đôi môi đầy đặn đó. Em cũng sẽ biểu lộ vẻ mặt đáng thương như vậy thôi. Khi anh quay người, anh đột nhiên đứng lại. Ư, ư nước mắt cô không kiểm soát được mà rơi ra ánh mắt sắc bén của anh không rời khỏi cô không biết là ngạc nhiên hay đang quan sát nhưng phản ứng thở ơ của anh làm cô càng cảm thấy tủi thân tiếng khóc của cô càng lớn ư ư bác xa ơn giơ tay ra rồi lại thu lại như thể nhìn thấy thứ gì đó kỳ lạ anh đứng im một lúc như thể thời gian đã ngừng lại em khóc thành tiếng rồi anh nhíu mày lạnh lùng nói hong hi chu lại khóc thành tiếng giọng nói trầm thấp của anh khiến người ta không thể phân biệt đó là sự cảm thán hay chế giễu nhưng dù là gì đó cũng không phải là lời nên nói với vợ đang khóc người đàn ông vụng về này rõ ràng chưa bao giờ an ủi phụ nữ ư ư ư ư bé xa ơn cúi người xuống hai tay chống vào đầu gối lạnh lùng nhìn cô anh quan sát kỹ gương mặt cô đột nhiên nói Tôi không thể để em cứ khóc mãi thế này. Cô gần như không hiểu anh đang nói gì. Cái đứa hay khóc này, trước đây sao lại không khóc? Anh nói nửa chừng, với vẻ mặt phức tạp nhìn xuống Hong Hi Chu. Hong Hi Chu mới lấy lại bình tĩnh, vội vàng che miệng lại, sợ mình sẽ phát ra mùi khó chịu. Không biết là do di truyền từ cha, hay là hậu quả của việc thầm yêu lâu ngày, cô cũng không rõ. Lúc này, Bét Sa ơn xì, một tiếng, mạnh mẽ kéo tay hong hi chu ra anh nhíu mày nhẹ khó khăn lắm mới động đậy sao lại ngừng lại bảo em im lặng thì em lại khóc ầm ĩ thế này anh hơi nheo mắt lộ ra một nụ cười mơ hồ cái nụ cười ấy tự nhiên lần đầu tiên cô thấy anh mắt và miệng anh cong lên cùng lúc hong hi chu ngây người ngước lên nhìn anh và khuôn mặt anh lập tức trở nên nghiêm túc anh nghiêm mặt nắm lấy gáy cô nước mắt còn lại lên xe rồi khóc ư tôi không phải là ca sĩ để du em Hồng hi chu bị anh giữ chặt sau gáy kéo vào trong xe trên suốt quãng đường bác xa ơn không nói một lời anh chỉ lạnh lùng lướt qua màn hình máy tính bảng như thể đã hoàn thành nhiệm vụ sự im lặng trong xe rất nhanh đã bị tiếng nức nở lấp đầy Hồng hi chu hít mũi ngây người nhìn vào đôi mắt sưng húp của mình Bét xa ơn thỉnh thoảng bật ra một tiếng cười bất đắc dĩ nhưng không ai chú ý đến rốt cuộc mình đã làm gì hong hi chu cảm thấy xấu hổ như con sò khép miệng lại mục tiêu của mình vẫn không thay đổi dù bị oan vào tù cô cũng sẽ ly hôn nếu phải chọn giữa việc được tha bổng và ly hôn chắc chắn cô sẽ chọn ly hôn nhưng tại sao lại khóc khi thấy chồng ở đó hong hi chu thật sự muốn tự nhéo tóc mình cô lén liếc bét xa ơn anh vẫn giữ biểu cảm lạnh lùng như thường lệ thấy anh không thay đổi cô cảm thấy an tâm đôi chút nhìn lại đây là lần đầu tiên đi xe với anh ấy cái người ngồi bên cạnh khiến cô cảm thấy bất an cả người cô như thu lại thành một cục hong hi chu sao lại sắp ói thế đây không phải là đang đưa em đi đâu thư giãn chút đi anh không rời mắt khỏi máy tính bảng nhưng lại có thể chính xác của trách cô hong hi chu cảm thấy mình bị nhìn thấu như con rùa rụt cổ lại cơ thể vốn căng thẳng cả ngày cô dựa vào ghế mềm cuối cùng cũng thả lỏng được chiếc xe chạy mượt mà trên đường và dừng lại trước một khách sạn cao tầng thương hiệu khách sạn quen thuộc hong hi chu đột nhiên sáng mắt lên à hôm nay là ngày đó sao là ngày ăn tối định kỳ cùng cha mẹ chồng hong hi chu bắt đầu cảm thấy đau đầu trước khi ăn tối nghỉ ngơi cho tốt đây là khách sạn sao cô hoảng hốt mặt tái nhợt bếp xa ơn nghiêng đầu nhìn cô có gì không hài lòng đây là khách sạn mà dù sao em cũng không thể đi lên trên mà truyền dịch đi lên trên rồi xì mũi cho sạch sẽ anh đóng máy tính bảng mở cửa xe hong hi chu vội vã bước theo sau ánh mắt mọi người như bầy ong trụm lại Cô theo sau người đàn ông thu hút mọi ánh nhìn, cảm thấy mình thật thấp kém. Mọi người đều biết Bác Sa ơn đã kết hôn, nhưng không ai biết gì về vợ anh. Chẳng mấy chốc, cô sẽ trở thành trung tâm chú ý trên toàn quốc. Dù sao, Bác Sa ơn là người phát ngôn trẻ tuổi của nhà xanh, đứng trên bục xanh, là người phát ngôn của Tổng thống. Hơn nữa, từ khi ngoài 20 tuổi, Bác Sa ơn đã nổi tiếng là một phóng viên đặc biệt không sợ nguy hiểm anh đã từng không có xe hộ tống hay vệ sĩ một mình vào các khu vực chiến tranh như Đa, mosul samara lần đầu tiên công khai những đoạn băng tra tấn tàn bạo cho các phương tiện truyền thông thế giới ngoài ra chàng trai trẻ đó là con một của đại diện đảng cầm quyền và xuất thân từ gia đình chính trị nổi tiếng khiến anh càng trở thành chủ đề nóng trong xã hội trở về hàn quốc anh làm phóng viên chính trị rồi trở thành người dẫn chương trình tin tức trẻ nhất cuối cùng gia nhập nhà xanh. Nhưng dù có những thành tích khiến người ta ngưỡng mộ như vậy, khuôn mặt điển trai của anh càng làm tăng sự chú ý. Tóm lại, bexa Sa ơn là người nổi tiếng khắp cả nước. Và cuộc sống của một người vợ bình thường của một người đàn ông như thế. Em muốn để người ta đồn đại em ngoại tình sao? Cái gì? bexa Sa ơn chậm lại, lạnh lùng liếc nhìn Hong Hi Chu. Vậy sao em lại run rẩy như vậy, khiến người ta cũng mất hứng. Hồng Hi Chu không biết nói gì, chỉ biết cảm thấy may mắn vì không bị vấp ngã. Dù sao thì cũng sẽ bị phát hiện thôi, cái việc em là vợ tôi. Tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể. Trước khi làm thế, cô nhất định phải ký đơn ly hôn đã. Dần dần làm quen đi. Lời nói điềm tĩnh của Bách Sa ơn khiến khuôn mặt Hong Hi Chu càng trở nên khó coi. Những tin đồn về việc đổi vợ hay những bức ảnh khiêu dâm. Người đàn ông này không sợ những chuyện đó sao? Nếu nhớ lại những lời đe dọa, anh chắc chắn không thể dẫn vợ đi khắp nơi như vậy. Liệu những cuộc gọi đe dọa không hiệu quả như minh tường? Hồng Hi Chu lo lắng cắn chặt môi. Khi lên đến tầng cao nhất của khách sạn, cô ngay lập tức chạy vào phòng tắm. Hong Hi Chu xúc miệng, nhìn vào gương. Mắt, mũi vào miệng sưng đỏ, cô nhìn chằm chằm vào bản thân trong gương như đang tự trách móc chính mình. Chỉ có tôi mới có thể cứu được tôi. Bây giờ cô phải gọi điện theo yêu cầu của kẻ bắt cóc. Khóc. khóc lóc không giải quyết được gì. Thả nhanh chóng ly hôn, thỏa mãn yêu cầu của kẻ bắt cóc, rồi. Chạy trốn mãi mãi. Với quyết tâm ấy, cô bước ra khỏi phòng tắm. Cái chán của cô va phải bách xa ơn, người đang tựa vào tường. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 19. Từ khi bắt đầu, ánh mắt của anh ta đã chặt chẽ khóa chặt vào cô. Ánh mắt sắc bén như chim săn mồi như muốn xuyên thủng khuôn mặt của Hồng Hy Chu. Hồng Hy Chu, có vẻ như cô rất quen thuộc với khách sạn này. Anh ta lạnh lùng nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm. Hy Chu thực sự rất quen thuộc với khách sạn vì cô đã đi khắp nơi cùng với chị kế, người là thế hệ thứ ba của một gia đình tài phiệt. Cô ngoan ngoãn gật đầu, khuôn mặt của người đàn ông ngay lập tức trở nên u ám. Cô rất quen thuộc, phải không? Anh ta lặp lại câu này như thể đang nhai nó trong miệng. Đúng vậy, tôi rất quen thuộc mà. Cô lại tiếp tục gật đầu mạnh mẽ. Bexa xa ơn như đang cố kìm nén điều gì đó, vài lần nghiến chặt hàm răng. Hi Chu im lặng nhìn vào đường nét hàm dưới nổi lên rồi biến mất của anh ta, sau đó theo anh bước vào phòng khách rộng rãi. Đây là căn hộ penthouse có thể nhìn ra toàn cảnh Seoul. Khóc xong chưa, giờ có thể nói chuyện không? Giọng anh ta đầy sự khó chịu, liệu có phải là đang nói về vụ bọn bắt cóc không? Bexa Sa ơn chỉ cầm chiếc bật lửa mở rồi tắt liên tục, nhưng vẫn không lên tiếng. Nhưng khuôn mặt anh ta vẫn lạnh lùng như băng. Điện thoại của cô không có dấu hiệu bị hacker xâm nhập. Cuối cùng anh ta tắt bật lửa và nói, đặt điện thoại của Hi lên bàn gỗ rộng lớn. Đó là điều hiển nhiên. Hi Chu không cảm thấy bất ngờ. Bức ảnh về dây đeo vớ là được chụp bằng điện thoại của bọn bắt cóc. Điện thoại cô đã sử dụng lẽ ra phải là sạch sẽ. Điện thoại đó cũng chỉ lưu một vài liên lạc, nhiều nhất là những tin nhắn phóng đại từ giám đốc Hàn Tuấn. Nhưng tôi phát hiện một vài dấu hiệu khả nghi. Cái gì? Hàn Tuấn, rốt cuộc thằng này làm cái quái gì? Mỗi câu đều kêu em yêu, em yêu cái gì ánh mắt của Bexa ơn đột nhiên trở nên sắc bén như thể đang cố hiểu biểu cảm ngơ ngác của cô ngồi xuống anh ta kéo ghế ra ra lệnh ngồi xuống dùng bàn phím trả lời tôi từ giờ trở đi chúng ta cần nói chuyện cho rõ ràng đây chẳng phải là đang thẩm vấn sao không phải thẩm vấn xa ơn lưỡi phản bác lại anh ta từng nói mình không có khả năng đọc tâm trí nhưng có vẻ đó chỉ là lời nói dối gần đây có người bắt đầu đe dọa tôi họ không chỉ nhắm vào xe cổ văn phòng của tôi mà ngay cả viện dưỡng lão của cha tôi cũng không tha đương nhiên cô cũng đang trong tình trạng nguy hiểm vì vậy bất kỳ ai có dấu hiệu nghi ngờ tôi cũng sẽ không bỏ qua đây là đang nghi ngờ giám đốc trung tâm sao lời nói của Bexa ơn có lý nhưng cũng có sai sót người đe dọa là Hi Chu nhưng đằng sau cô là bọn bắt cóc hỗ trợ. Cách phân công khéo léo này khiến Hi Chu cảm thấy đau đầu. Cô ngồi bất lực trên chiếc ghế giám đốc lớn, và không lâu sau, câu trả lời của cô đã chiếm đầy màn hình trắng. Chú Hàn Tuấn là giám đốc trung tâm phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu. Chú, anh ta ngay lập tức bắt được từ này. Từ nhỏ tôi đã gọi như vậy. Lúc nào khi còn nhỏ. Sau tai nạn xe, khoảng 9 tuổi. Bét xa ơn im lặng một lúc. Cô có gọi như vậy bằng ngôn ngữ ký hiệu không? Còn tôi, lời anh ta đột một trở nên chậm rãi, khiến Hi Chu không khỏi cứng người. Dù là bằng tay hay miệng, cô chưa bao giờ gọi tôi một lần. Vậy tại sao cô lại chịu đựng một ông lão gọi cô là em yêu? Giọng nói lạnh lẽo khiến cô dùng mình. Hi Chu vội vàng gõ chữ trên bàn phím. Chú ấy không phải ông lão. Đừng nói bậy chênh lệch 12 tuổi thì sao có thể không phải là ông lão? chênh lệch 6 tuổi đã là rất lớn, 12 tuổi, anh ta đột nhiên nhíu mày. Hồng Hy Chu, tỉnh táo lại, người yếu đuối và ngu mốc như cô, ngoài tôi ra, ai còn không động vào cô? Sự cảnh giác của cô đâu rồi? Khuôn mặt Hy Chu trở nên cứng đờ. Anh ta làm sao biết được tuổi của giám đốc Hàn Tuấn? Hơn nữa, 6 tuổi chính là sự chênh lệch tuổi giữa cô và Bách Sa ơn. Điều này càng làm cô không hài lòng. Những người quen Hi Chu lâu năm luôn coi cô như một đứa trẻ. Cô đã gần 30 tuổi rồi, ít nhất cũng không nên để lại dấu vết. Khoan đã, anh ta đang nói về bức ảnh dây đeo vớ sao? Có vẻ tôi đã đánh giá thấp Hồng Hi Chu. Anh ta vòng một tay quanh ghế giám đốc, cơ thể nghiêng về phía trước. Hơi thở ấm áp của anh ta rơi vào tai cô. Cô bé đeo cặp sách màu vàng ấy khi nào đã lớn đến thế này? Anh ta mạnh mẽ đấm tay xuống bàn. Hồng Hi Chu, cô có từng học giáo dục giới tính không? Hi Chu nhảy vội khỏi ghế. Anh đang nói cái gì vậy? Tôi hỏi với tư cách là người giám hộ hợp pháp của cô. Cô học ở trường hay là nghe người ta đồn đại? Cách đối thoại với bé Sa ơn khiến cô cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Mặt cô gần như cháy đỏ. Học ở trường. Thầy cô giáo dạy à? Không, là giảng viên ngoài vậy lần này cô hãy học lại từ chuyên gia cái gì học lại lần nữa lời anh ta có vẻ mang ý xúc phạm nhưng Hi chu đang mơ màng không nghe rõ tôi không quan tâm đến đời tư của cô nhưng hồng Hi chu anh ta lại bật lửa nói khẽ đừng dây dưa với mấy kẻ không rõ lai lịch đó bác xa ơn xoay ghế nắm lấy tay vịn người nghiêng về phía trước ánh mắt đối diện với cô tôi có thể ép cô nói ra những việc cô đã làm, những người cô gặp và những hành động ngớ ngẩn của cô. Nhưng tôi sẽ không làm vậy, sẽ không, Hồng Hy Chu. Ánh mắt dần khép lại của anh ta, như thể biến thành một người hoàn toàn xa lạ. Vì chúng ta chẳng có quan hệ gì cả, tôi cũng sẽ không làm gì nữa. Anh ta nhắm mắt, nghiến răng nói. Vì vậy đừng hỏi nữa. Khi anh ta mở mắt lần nữa, tất cả cảm xúc đã... Đừng quá vô lễ châm 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 than hoặc hoặc kép ngay cả khi không phải vợ chồng dạy dỗ trẻ con cũng không phải việc khó nếu không muốn bị kiểm soát từng hành động thì tự mình cẩn thận một lần nữa tôi sẽ để cô đứng trần trụi trước mặt tôi Bét xa ơn bỏ lại hy chu cứng đờ bước thẳng ra ban công anh ta vốn chỉ ngậm điếu thuốc lúc này cuối cùng cũng châm lửa vào đầu lọc khói thuốc bùng lên mạnh mẽ lan tỏa trong không khí có vẻ như bức ảnh đó thực sự khiến anh ta khó chịu nhưng nếu anh ta thực sự ghét đến vậy tại sao không đơn giản vứt nó đi sao phải làm khổ người khác như vậy có đáng không hy chu mặt tái nhợt như ma nhìn chằm chằm vào đồng hồ trên tường để duy trì mối quan hệ vợ chồng trên bề mặt này thật sự phải dẫm đạp lên lòng tự trọng của người khác sao cô ghét sự nhục nhã này không muốn chịu đựng sự lạnh lùng như băng giá của anh ta. Hi Chu nhìn vào mặt đồng hồ, dần dần lộ ra một tia quyết tâm. Hy vọng đêm đến nhanh, cô không còn sợ nhà tù và oan khuất nữa. Những cảm xúc bị tấn công mạnh mẽ khiến cô trở nên không còn sợ hãi. Cô điên cuồng muốn gọi điện thoại. Cô siết chặt nắm đấm, không biết đã bao lâu, ai đó đã phá vỡ sự yên tĩnh, ấn chuông cửa. Nhưng Bách xa ơn không phản ứng gì cô đành gõ cửa kính ban công. Có người đến rồi. Cô chu môi chỉ về phía cửa, dù anh ta hoàn toàn hiểu ý cô, nhưng anh chỉ tiếp tục hút thuốc mạnh mẽ, má anh hóp lại. Sau đó, anh ta tiến lại gần cửa sổ kính, phun một làn khói dài vào mặt Hi Chu. Làn khói trong suốt che khuất tầm nhìn của cô. Thằng khốn này, Hi Chu dùng tay vỗ mạnh vào cửa sổ kính, bét xa ơn cười khẩy một tiếng, dập đầu thuốc gần môi cô. Dù cách kính, cô vẫn cảm thấy xấu hổ, má cô nóng ran. Khoảnh khắc đầu thuốc bị dập tắt, cô nhìn rõ ràng. Sau đó, anh ta như không có chuyện gì, bước vào, đi thẳng qua Hi Chu, mở cửa khách sạn. Chẳng bao lâu sau, một ông lão tóc bạc bước vào. Gọi tôi là ông lão ra vào mãi. Ông đến muộn rồi. Mùi thuốc lá nồng nặc lan tỏa ở những nơi ông đi qua. Khoảng 12 tuổi, cô từng thấy ông mặc đồng phục chỉnh tề hút thuốc rồi bị ông mắng cho một trận bảo cô im miệng từ hôm đó cô chưa bao giờ lại ngửi thấy mùi đó nữa Bexa xa ơn nhường chỗ ra hiệu cho ông lão vào ông lão tròn mắt nhìn ồ thật là một cô gái dễ thương hi chu đứng bên cạnh ngượng ngùng cúi chào để ông ấy tiêm một chút thuốc bổ ông ấy chẳng nghe tôi nói gì xin hãy tiêm khiến ông ấy khóc thét lên hiếm khi ông ấy gọi điện cho tôi. Ông lão, đừng nói linh tinh nữa. Nhưng cô lại lấy hết thuốc bổ đắt tiền của bệnh viện chúng tôi sao? Hi Chu muốn rời đi nhanh chóng, nhưng ngay lập tức bị Bách xa ơn chặn lại. Sau đó, cô một cách tự nhiên bị dẫn vào phòng ngủ, trong cơn mơ màng, cô nằm xuống và nhận mũi tiêm dinh dưỡng từ bác sĩ. Có lẽ thực sự mệt mỏi, không lâu sau Hi Chu bắt đầu buồn ngủ. Khi âm thanh dần dần xa rời, cô hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. A, à, cảm giác thật ấm áp. Một bàn tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt qua tóc cô. Cô muốn mở mắt, nhưng mí mắt nặng nề không thể nhấc lên. Vậy là, Hi Chu lạc vào giấc mơ trong khi suy nghĩ về những cuộc gọi căng thẳng và sự quấn quýt của thời gian. Chương 20. Con đến rồi à? Giọng nói thanh thoát của mẹ chồng khiến Hi Chu lập tức mồi thẳng người. Đây là nhà hàng ở tầng cao nhất của khách sạn. Cặp vợ chồng khó gần ấy vẫn ngồi đó, nhìn như một bức tranh. Hi Chu không thể không nuốt nước bọt. Không ngờ anh cũng đến sao. Ánh mắt của mẹ chồng từ từ chuyển hướng về phía bếp xa ơn cao lớn. Không thể đến sao. Lúc bảo anh đến, anh cứ nhất quyết không đến, giờ lại nói vậy à? Tiện thể đến ăn một bữa thôi. Tiện thể, có việc gì trong khách sạn mà anh lại tiện thể làm vậy? Sao lại không có? Bầu không khí vẫn lạnh lẽo như mọi khi. Thực ra, từ khi bác Sa ơn xuất hiện, tình hình càng trở nên căng thẳng hơn. Ở đây có một quy tắc duy nhất phải tuân theo. Im lặng, ngồi ăn một cách yên lặng. Đây là điều tôi giỏi nhất. Vừa ngồi xuống, chồng và bố chồng đã ngay lập tức bước vào cuộc thảo luận về chính trị. Bố chồng bé cô Yong thậm chí còn không nhìn Hi Chu một cái là biểu tượng của tín hiệu hợp tác từ tờ báo sơn kinh nhật báo ông hoàn toàn không quan tâm đến những chi tiết này lúc này mẹ chồng đặt đũa xuống lâu rồi không gặp hình như thói quen xấu của con lại càng nhiều hơn hi chu cảm thấy lo lắng ngước lên và nhìn thấy ánh mắt nghiêm khắc của mẹ chồng ngồi bàn ăn mà chỉ lo chơi điện thoại đây là phép tắc gì vậy may mắn là ánh mắt của mẹ chồng đã bỏ qua hi chu đang chờ một cuộc gọi. Câu trả lời đến từ chồng cô, Hi Chu suýt nữa bị sặc nước bọt. Anh ấy liên tục chú ý đến chiếc điện thoại để chế độ im lặng. Mỗi lần có cuộc gọi đến, anh ấy sẽ kiểm tra số và từ chối từng cuộc. Dù đây là bữa tiệc gia đình lâu lắm mới có, Bét Sa ơn vẫn chú ý đến chiếc điện thoại hơn cả bố mẹ, như thể tay và mắt anh ta không thể rời khỏi nó. Mẹ chồng đối diện, đương nhiên cũng không thể không biết tình hình này chẳng lẽ anh ấy đang chờ cuộc gọi đó sao hi chu cảm thấy khô miệng cầm cốc nước lên và uống chuyện quan trọng đến vậy sao đúng vậy bác Sa ơn trả lời lạnh lùng mẹ anh nhìn anh với khuôn mặt lạnh lùng một lúc rồi lại cầm đũa lên khi anh đang lướt màn hình từ chối cuộc gọi lần nữa mẹ chồng đũa cho chồng một miếng canh nhân sâm nói với chốt bất lực anh vẫn còn trẻ con như vậy lúc này bác xa ơn cuối cùng cũng quay ánh mắt về phía mẹ. những gì tôi dạy anh có vẻ như anh đã quên sạch rồi suốt ngày dán mắt vào điện thoại lần này chắc chắn sẽ thất bại không phải vậy sao không phải như vậy không phải sao nhìn lại mình đi trên bục giảng của tôi tôi dạy rằng sự nóng vội là trở ngại trong giao tiếp với tinh khí của anh làm sao mà anh không biết cảm thông gì cả nếu anh không phải là con trai tôi, chắc chắn đã bị loại từ lâu rồi. Bét xa ơn chỉ lạnh lùng quay đầu một chút, như thể đang ngầm đồng ý. Mở miệng của kẻ sát nhân hàng loạt, cuối cùng cũng phải dựa vào kỹ năng giao tiếp. Hi chu im lặng, chăm chú lắng nghe. Trước đây, những lời của mẹ chồng, người từng là chuyên gia đàm phán, khiến Hi chu càng phải chú ý hơn. Nhưng mà lúc nhận cuộc gọi đó, vẻ mặt của anh thì như mẹ chồng dừng đũa lại, như đang suy nghĩ kỹ lời nói. Giống như là muốn mở một cuộc tắm máu vậy. Hi Chu lén nghe mà sợ đến mức nắm chặt khăn ăn. Có lẽ anh nghĩ đó là chiến lược mạnh mẽ, nhưng hoàn toàn không phải. Thực ra, đó chỉ là một hành động hấp tấp sẽ gây ra phản công. Tôi thật không hiểu tại sao anh biết những điều này mà vẫn làm vậy. Đột nhiên, Hi Chu nhớ lại khoảnh khắc bếp xa ơn cắt máy một cách đơn phương. Sự kiện đó khiến kẻ bắt cóc nổi giận, Hi Chu suýt nữa đã buộc phải chốt giận lên mạng. Trong đàm phán, cứng rắn thì thắng, yếu mềm thì thua, đó là một sự hiểu lầm hoàn toàn. Cả đời tôi đã dạy những điều này, nhưng con trai tôi lại phớt lờ chúng. Mẹ chồng lắc đầu, ra vẻ tiếp nuối. Đàm phán không có sự tin tưởng thì sẽ không có chiến thắng. Anh thật sự hiểu người ở đầu dây bên kia cuộc gọi đó không? Đây không phải là chuyện dễ dàng nói ra. Ở đây có một người làm nghề này. Ánh mắt sắc bén của mẹ chồng lướt qua Hi Chu, rồi nhìn sang mẹ cô. Nếu cha con có bồ, con có thể hiểu người đó không? Con có thể xây dựng mối quan hệ hòa hợp với người đó không? Mẹ chồng cười khẽ một tiếng. Con à, mẹ sống với ba con cả nửa đời người, còn sinh ra con, đứa con đầy rắc rối. Sau này không có ai mà mẹ không thể hiểu được. Lời tuyên bố kiên định của mẹ chồng khiến Hi Chu cắn chặt môi. Cô cảm thấy như mẹ chồng đang ám chỉ rằng không có ai khó đối phó hơn những người đàn ông nhà bé. Ý nghĩ này làm cô cảm thấy vui vẻ một chút. "Ừ, đối với con có lẽ là một chuyện khó. Đôi khi công việc này giống như tư vấn hôn nhân vậy." Mẹ chồng cắt một miếng thịt và cho vào bát của bé Cui Yong. Mẹ luôn nhấn mạnh những điều này, giải quyết vấn đề qua đối thoại, xác định mục tiêu rõ ràng. Đừng chỉ trích, phải tôn trọng, không làm hỏng mối quan hệ, trước khi quyết định phải thảo luận, đừng bỏ qua bất kỳ tín hiệu nhỏ nào. Về bản chất, điều này chẳng khác gì mối quan hệ vợ chồng. Vì vậy, con trai tôi làm không được cũng là chuyện bình thường. Mẹ ở đây phát biểu lâu vậy để làm gì? Lúc này, bố chồng cầu nhàu một câu. Con thấy không? Mẹ chồng bĩu môi, ra hiệu cho Hi Chu nhìn vào bố chồng cô. Với Hi Chu Bố mẹ chồng luôn là những người khó đối phó, nhưng giờ đây, cô nhận ra họ cũng chẳng khác gì một cặp vợ chồng bình thường. Trước đây, giữa họ chỉ là vài câu xã giao mà thôi. Giờ đây, Y Chu mới thật sự nhận ra mình không được chào đón trong ngôi nhà này như thế nào. Nhưng cảm giác cô đơn này, cô đã quen từ lâu. Dù ở nhà mẹ đẻ hay nhà chồng, cô không có nơi nào để đi. Cô vô thức nhìn vào đồng hồ một lần nữa, Saion, con và Hi-chu đều là những đứa trẻ chưa chuẩn bị sẵn sàng để nghe những điều này. Mẹ thật là, mẹ chồng lắc đầu, như thể đang chế giễu. Đồng thời, bố chồng, người luôn im lặng quan sát, chen vào. Nhưng mà các con, đã kết hôn lâu như vậy mà sao vẫn không có tin gì? Hợp đồng nên có điều khoản về cháu trai. Ánh mắt coi cô như một công cụ. Cái nhìn sắc bén như lưỡi dao đó, giống hệt bét xa ơn. Hi Chu im lặng cúi đầu, ánh mắt của người đàn ông luôn dán vào điện thoại cũng đột một rời đi. Nếu In A trở lại, con định làm gì? Sao con chân chư vậy? Những lời bất ngờ này làm trái tim Hi Chu đau nhói. Hong In A, cô chưa bao giờ nghĩ sẽ nghe thấy tên của chị gái kế ở đây. Dù là hàng giảm giá, cũng phải biết cách tính toán. Mẹ thích những người thông minh biết tự lo cho bản thân, chứ không phải những kẻ ngu ngốc. Mẹ chồng nhấp nhấp môi, uống cạn ly rượu trong tay. "Hừ, dù không phải là chúng tôi, con cũng có thể tái hôn với một gia đình tốt. Dù sao thì chủ tịch Hong cũng nhận nuôi con gái kế như con cũng vì mục đích này. Những người làm ăn đều giống nhau cả. Lần này ông ấy chắc cũng hiểu, dùng con làm vật thế chấp là có hiệu quả, nên sau này ông ấy sẽ dùng con như vậy nữa." Nghe những lời này, Hy Chu cảm thấy như mình vừa nghe thấy điều gì đó đáng sợ. Mặc dù từ nhỏ Hy Chu đã hiểu rõ hoàn cảnh của mình, nhưng điều đó không có nghĩa là cô có thể bình tĩnh chấp nhận những lời nói này. Cô cảm thấy xấu hổ. Dù sao, tôi lại thích con kiểu ngốc ngốc như vậy. Con sẽ là công cụ tốt trên chiếc xe vận động tranh cử của tôi. Cổ họng của cô như bị nghẹn lại, cảm giác nghẹt thở lâu ngày lại ập đến. Quả thật, thế giới này không phải là một nơi sẽ cứu vớt cuộc sống của người khác chỉ có thể dựa ở chính mình mới có thể cứu vớt chính mình cô nhắm mắt lại thở ra một hơi dài dần dần vững vàng quyết tâm tôi sẽ thông báo lại lịch trình diễu hành toàn quốc cho con có thể sẽ phải ở trên xe rất lâu nếu con có ý định mang thai thì cố gắng tránh giai đoạn tranh cử của tôi hoạt động tranh cử không phải là công việc nặng nhọc bình thường ngay lúc đó, chiếc ghế phát ra tiếng kéo cót két. Mẹ chồng lập tức nhíu mày. Quay đầu lại, cô vừa kịp thấy bác xa ơn đứng dậy. Con à, chưa ăn xong sao mà đã đứng dậy rồi? Con phải đi rồi. Cái gì? Có việc. Hi Chu cũng mở to mắt nhìn anh. Vì cha coi con như giống ngựa giống, vậy thì con cũng không cần phải giữ lễ nghĩa gì nữa. Gì? Cái gì cơ? giống ngựa giống sao có thời gian ăn cơm chỉ bận rộn việc đó thôi cũng đủ rồi mẹ chồng mặt đỏ bừng đập mạnh tay xuống bàn bét xa ơn cùng lúc cơ thể hi chu rung rinh bét xa ơn mạnh tay kéo ghế của cô ra cô người vốn đang cuộn mình lại đột nhiên đứng dậy rời khỏi bàn ăn dậy đi hi chu hoảng hốt nhìn anh không dậy sao cô đứng đờ ra đó khuôn mặt như con cá chết khiến bác xa ơn nhíu mày cuối cùng người đàn ông nắm lấy cánh tay hi chu mạnh mẽ kéo cô dậy cho đến lúc đó hi chu vẫn ngơ ngác hi chu đừng ngồi vào chiếc xe của ba con cái gì Con phải đứng bên cạnh tôi chứ không phải bên cạnh ông ấy phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn